Philippines hỏi tiếp là sau khi thức tỉnh rồi có bị mê lầm u mê trở lại không? Có, nếu mà chọn không sống với điều mình biết, nếu mà vẫn tiếp tục tin rằng mình vô minh, vẫn tiếp tục tin rằng mình không biết và cần phải học hỏi, vẫn tiếp tục tin rằng mình thiếu sự thông thái và hiểu biết cho nên cần phải học. Đặc biệt là có rất nhiều vị thầy xuất hiện nói rằng đời sống là một trường học. Nó giống như là chúng ta vừa đang ngủ chẳng hạn, đang ngủ rất say, bỗng nhiên có người gọi dậy hoặc là tự nhiên giật mình tỉnh giấc và đang mơ một giấc mơ, chúng ta cảm thấy nó muốn mơ tiếp, chúng ta lại vùi đầu vào ngủ tiếp. Đôi khi chúng ta thức giấc một cách đột ngột và chúng ta chưa sẵn sàng cho cái sự thức giấc, chúng ta lại tiếp tục nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Mình gặp nhiều trường hợp rồi. Họ chưa chọn sống với chân lý, chưa chọn sống như một người tỉnh thức, như một người thức tỉnh. Và đột nhiên họ trải nghiệm cái trạng thái thức tỉnh. Và nó kéo dài đôi khi một vài ngày, đôi khi một vài tuần, đôi khi một vài tháng. Nhưng sau đó họ chưa có cảm thấy thỏa mãn với những ảo tưởng. Họ lại tiếp tục chọn sống với những ảo tưởng và không tin vào những gì họ đã từng nhận ra nữa. Họ lại quay ra người khác, họ lắng nghe người khác nói về trách nhiệm, về đạo đức, về lối sống, về cơm áo gạo tiền, về sinh lão bệnh tử đủ thứ, họ lại bắt đầu nghe theo đám đông. Nhưng chắc chắn bên trong họ vẫn còn mầm mống của sự thức tỉnh mà họ đã từng trải nghiệm. Rồi khi họ gặp lại những người khác dám tỏa sáng, dám chia sẻ sự thật mà không sợ phán xét, họ bắt đầu nhớ lại. Và tất cả mọi người khác cũng thế thôi, tất cả mọi người không cần phải trải qua cái trải nghiệm đó. Bởi vì linh hồn luôn biết mọi thứ cần biết rồi, linh hồn luôn luôn thức tỉnh ạ. Cho nên là hãy chọn sống với linh hồn, sống với trực giác, sống với sự cảm nhận và đặt tâm trí sang một bên, chỉ dùng tâm trí vào cái mục đích phù hợp của tâm trí thôi thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng, là những chuỗi ngày màu hồng. Và tình yêu chính là chìa khóa. Tại sao người ta hay nói là khi yêu thì thấy cái gì cũng màu hồng? Vì đó mới chính là bản chất của cuộc sống. Cuộc sống là tình yêu, Thượng Đế là tình yêu. Cuộc sống luôn luôn hoàn hảo. Và khi ta yêu thương thì ta tự động trở nên thông thái, rồi mọi thứ tự nó trở nên dễ dàng. Bởi vì tình yêu là đạo, tất cả chỉ là tình yêu thôi.